Quý cô bác tuổi tân sửu kính mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được thời cơ, làm sao để đổi đời hưng vượng, chuyện mình giàu có, công việc thông thuận, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Và ngày hôm nay, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Tân Sửu chỉ ra rằng, trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây, sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi tân sửu hiểu duyên xem được video này, nên biết tận dụng để nắm mắt thời cơ, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và vận trình cụ thể ra làm sao, xin mời quý cô bác tuổi tân sửu cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 là tuổi con trâu, thuộc mệnh Thổ, Bích Thượng Thổ, nghĩa là đất trên vách. Trong cuộc sống hay trong công việc, những người tuổi Tân Sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm, họ luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc. Những người tuổi Trâu họ luôn chuẩn bị với một tâm lý vững vàng, rất ít bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Có thể nói điểm mạnh của những người tuổi Châu đó là họ rất lương thiện, siêng năng, chịu khó, cần cù, bền bỉ và thận trọng trong mọi việc. Tuy nhiên, những người tuổi Châu đôi khi rất bướng bỉnh, khó gần và không có khả năng biểu hiện cảm xúc của mình. Tuổi Tân Sửu đa phần cuộc đời của họ sẽ gặp được nhiều may mắn, đường công danh khá thuận lợi có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Nhất là vào thời kỳ trung vận sự nghiệp của họ sẽ có những dấu ấn rõ nét. Người sinh vào năm Tân Sửu, thời nhỏ cuộc sống gặp phải nhiều vấn đề lao đao, chỉ đến trung vận mới được vững chắc, còn về các vấn đề khác như gia đình và sự nghiệp thì chỉ khi gặp phải thất bại họ mới tìm đến được thành công, về hậu vận mới được an nhàn. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023 đang có điểm báo trải qua một tháng gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn. Người tuổi Tân Sửu đang chịu tác động của cục diện ngủ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi, điều này làm cho bạn gặp phải nhiều rắc rối bất ngờ xảy ra, khiến bạn phải tốn nhiều thời gian và công sức mới có thể giải quyết ổn thỏa. Từ vi tháng 3 âm lịch năm 2023, cho người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy xác định tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi vào lúc này xung quanh bạn không có người đáng tin cậy để dựa dẫm. Và khi gặp phải khó khăn, bạn hãy tìm cách tự cổ vũ, động viên bản thân mình nên cố gắng, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, đừng nên than thân trách phận hoặc tìm cách thoái thác nhiệm vụ bạn càng giữ được tinh thần tích cực bao nhiêu bạn sẽ cảm thấy khó khăn giảm bớt bấy nhiêu rồi cuối cùng bạn cũng sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm với người tuổi tân sửu dù nam hay nữ dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa con giáp này cũng cần thận trọng với những người xung quanh mình đặc biệt là đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh đối thủ tìm cách hãm hại cạnh tranh không lành mạnh người tuổi tân sửu trước khi đưa ra quyết định gì bạn cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng không nên vội vàng chạy theo bước chân người khác hoặc bị người khác kích động với người làm lãnh đạo nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện có thể khiến bạn trở nên kiêu căng ngạo mạn không muốn nghe theo lời khuyên của người khác nếu như bạn cứ giữ những quan điểm cố hữu của mình và hành xử độc đoán bạn sẽ tự đẩy bản thân và cả tập thể vướng vào những rắc rối bạn đừng cho rằng mình giữ địa vị cao thì mọi lời nói hoặc quyết định của mình đều chính xác và bắt buộc mọi người phải nghe theo người tuổi tân sửu rất phù hợp với các ngành nghề như lĩnh vực an ninh quốc phòng luật pháp một số khác có duyên với lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe lĩnh vực xây dựng kiến trúc quản lý kho tàng ngân sách các ngành nghề này có thể sẽ giúp cho bạn phát huy được hết sở trường của mình những người tuổi tân sửu theo lĩnh vực kinh doanh buôn bán cũng rất tốt bạn rất có duyên bán hàng tân sửu cũng là người rất cứng rắn sống theo khuôn phép luật lệ và hay để ý tới hành vi lời nói của người khác nhưng cuộc sống của họ được đánh giá là ổn định ổn định trong suy nghĩ lập trường Nữ tân sửu hợp với kinh doanh, sẽ rất phát tài phát lộc nếu chăm chỉ và có thể bớt bản tính cứng nhắc của mình sẽ rất thành công. Nam giới tuổi tân sửu phù hợp với các ngành nghề như an ninh, quốc phòng, luật pháp, ngân hàng, kiến trúc xây dựng có cuộc sống không giàu cũng khá giả. Về mặt tài vận. Bước sang tháng 3 âm lịch, con đường tài lộc của người tuổi tân sửu, sinh năm 1961, đang có điểm báo, gặp phải nhiều trở ngại, khó có được sự khởi sắc bởi nhiều yếu tố khách quan, và chủ quan. Tháng 3 âm lịch này, là tháng bính thìn, tháng xung với tuổi của bổn mạng, người tuổi tân sửu nên nhắc nhở bản thân mình, cần phải hết sức cẩn thận, chậm mà chắc, bản mệnh cũng không nên lo lắng sốt ruột, rồi lại đưa ra những quyết định vội vàng, tiền bạc kiếm được vốn không dễ dàng, đồng tiền đã không dễ chảy về túi, bạn cũng đừng có tiêu tốn quá nhiều cho những sở thích cá nhân hay lãng phí đi du lịch nhé đối với người làm công ăn lương công chức viên chức nhân viên văn phòng công nhân hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình đừng nghe theo những lời xuôi khiến của kẻ khác bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu cũng chớ nên nghĩ cách hãm hại người khác để kiếm lời cho mình kẻo cuối cùng gậy ông đập lưng ông đối với người làm đầu tư kinh doanh buôn bán cần cẩn thận khi đưa ra các quyết định làm ăn đừng vội vã chạy theo xu thế hay vì nghe thấy lời rủ dê ngon ngọt của người khác dù là người thân thiết ngõ ý muốn hợp tác bản mệnh cũng cần hết sức cẩn thận chớ vội tin theo kẻo cuối cùng vừa mất tiền vừa mất cả các mối quan hệ nữa đây là tháng xung với tuổi, không tốt để người tuổi Tân Sửu thực hiện các công việc quan trọng như sửa sang nhà cửa, hay xuất hành đi xa ký kết hợp đồng lớn, xuất tiền số lượng lớn, sẽ rất dễ có nhuyện ngoài ý muốn xảy ra, gây hao tổn tiền tài mà lại không có lợi. Người tuổi Tân Sửu nên biết giữ mình, lấy ổn định làm trọng, thực hiện tốt công việc theo nền móng cũ, hoặc theo kế hoạch sẵn có sẽ tốt hơn, hạn chế mở rộng hay thực hiện các công việc ngoài dự kiến. Bên cạnh đó, những người tuổi Tân Sửu đang có những khoản tiền tiết kiệm trong tay, tốt nhất bạn nên giữ thật chặt hoặc đem gửi tiết kiệm, đừng nên tiêu tốn cho các hoạt động mua sắm hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mình không thực sự quen thuộc, tránh tình trạng tiền bạc đội nón ra đi, lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi. Về mặt tình cảm, xem tử vi chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 có sao Thái Âm chiếu mệnh, điều này lại giúp cho con đường tình duyên của bạn lại có dấu hiệu khởi sắc đối với người còn độc thân, đặc biệt là với nữ mệnh, bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể thử dành thời gian để trò chuyện, giúp đôi bên hiểu thêm về nhau, người đó hứa hẹn có thể là nửa kia mà bạn chờ đợi đã lâu. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình, bạn và nửa kia vẫn còn xảy ra mâu thuẫn, vì những vấn đề nhỏ nhặt, dường như đôi bên vẫn muốn chiến tranh giành sức ảnh hưởng, nên lúc nào cũng đề cao cái tôi cá nhân, không chịu nhường nhịn cho đối phương người tuổi tân sửu nên biết rằng đừng khiến những mâu thuẫn này ngày càng trở nên căng thẳng mà sẽ có ngày đứt dây bạn hãy thử hỏi bản thân mình điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của hai người là gì để có cách hành xử sao cho đúng mực dưới tác động của cục diện tương hại bản mệnh tuổi tân sửu và anh chị em trong gia đình rất có thể sẽ xảy ra cảnh mâu thuẫn lục đục với nhau mỗi người có một quan điểm ý kiến riêng khó có thể dung hòa đây là lúc đôi bên cần ngồi lại để lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn đừng làm mọi việc theo ý của riêng mình nhé về mặt sức khỏe mặc dù người tuổi tân sửu gặp phải một tháng nhiều rắc rối bổ vây trong cuộc sống nhưng bản mệnh vẫn giữ được trạng thái sức khỏe thể chất khá tốt vì thế bạn chỉ cần tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh chịu khó luyện tập thể dục thể thao không nên ép bản thân làm việc cũng như vui chơi quá mức khi gặp phải những chuyện không như ý muốn hãy tự cổ vũ bản thân mình để có thể suy nghĩ tích cực hơn chớ than thân trách phận làm tâm mình vướng nhiều phiền lỵ khiến tinh thần thêm căng thẳng mệt mỏi Ngoài ra thời tiết thay đổi, người tuổi tân sửu cũng nên biết giữ gìn, bảo vệ mình tránh bị cảm cúm theo mùa, hay mắc các bệnh lây lan khác ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Phong thủy phòng ngủ và giường ngủ cho người tuổi tân sửu, sinh năm 1961. Con người ta luôn dành một phần ba cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống. Vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt như các hướng sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị. Ngoài ra tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để chấn được cái xấu, là các góc ngũ quỷ, hỏa hại, lục sát, tuyệt mệnh. Gia chủ tuổi Tân Sửu mang mệnh thổ, Hỏa sinh thổ nên hướng giường nên quay về hướng Nam la hướng của mệnh Hỏa, Đông Bắc hoặc hướng Tây Nam là thổ kết hợp với thổ. Màu sơn trong phòng ngủ và màu sắc rèm cửa nên sử dụng màu hồng hoặc màu đỏ, là màu đại diện cho hành hỏa, rất tốt cho người hành thổ. Hoặc màu vàng, vàng đất tượng trưng cho màu tương sinh là thổ. Gia chủ tuổi Tân Sửu không nên đặt các vật dụng và sơn nhà có màu xanh, xanh đậm là màu tượng trưng cho hành mộc, mộc khắc thổ không tốt cho gia chủ. Một số kiêng kỵ và biện pháp hóa giải nên biết khi bố trí giường cho phòng ngủ cho người tuổi Tân Sửu nếu giường kê trong phòng ngay dưới dầm ngang thì sẽ cho bạn cảm giác luôn bị đè nén trong phong thủy gọi là hung hình dầm ngang nắm bất kỳ vị trí nào bên trên giường của bạn đều sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn nếu dầm ngang vắt ngang qua đầu giường sẽ làm bạn luôn cảm thấy nhức đầu lộng óc bất an đồng thời tính tình cũng trở nên khô khan biện pháp khắc phục là bạn cần chuyển giường tới vị trí khác không có dầm chạy qua nếu nhà bạn hẹp không đủ khoảng cách thì có thể hạn chế bằng cách làm trần giả che lớp dầm ngang hoặc lắp giường hai tầng bên trên để chăn, đệm, để làm giảm áp lực của dầm ngang. Nếu phòng ngủ đặt ở vị trí cạnh bếp lò thì đầu giường không nên kê sát vào tường bếp lò, bởi bếp lò thuộc hành hỏa, dễ sinh bệnh tật nhất là các bệnh về gan, tim, đồng thời cũng làm tính tình bạn trở nên hay cáu gắt, bức xúc trước mọi việc. Nếu cửa toilet hướng thẳng vào đầu giường, theo phong thủy thì bạn đã phạm phải, hung vi. Do toilet luôn tỏa ra mùi xú ế và tiếng nước rội rửa làm bạn khó ngủ và làm thần kinh bạn luôn căng thẳng. Nên chuyển vị trí đầu giường ngược lại đồng thời luôn chú ý đóng kín cửa toilet và thông gió để giảm mùi hôi thối. Nếu bất kỳ phía nào của giường đối diện với gương lớn đều không có lợi. Ngoài ảnh hưởng sức khỏe và tình cảm vợ chồng còn ảnh hưởng tới cả tài vận và đường con cái. Điều này càng có ảnh hưởng lớn khi đặt gương dưới chân giường, sẽ hình thành thế, hung cảnh. Chiếc giường này giống như gương chiếu quỷ, dễ làm bạn sinh hoang tưởng và ảo giác vì vậy không nên đặt gương đối diện giường ngủ hoặc lắp rèm che gương nếu đầu giường hướng thẳng ra cửa phòng đầu giường và cửa phòng thành một đường thẳng theo phong thủy gọi là hung khí sung dễ làm bạn mất ngủ tinh thần hay hoảng hốt đồng thời trí nhớ giảm sút dễ phạm sai lầm không phân biệt rõ đúng sai chuyển đầu giường ra chỗ khác tốt nhất đầu giường kê lệch một góc với cửa phòng tránh đối diện nếu giường nhà bạn không thể xoay lại được thì quay đầu lại để ngủ hoặc là lắp chuông gió dạng pha lê ngăn giữa hướng đầu giường và cửa cũng là một biện pháp để hóa giải nếu đầu giường đặt sát cửa sổ hoặc ánh nắng chiếu vào đầu giường thì phong thủy gọi là hung quang. Đầu giường bị nắng chiếu vào thường gây cho bạn hay cáu kỉnh, nóng này, các nguồn sáng mạnh khác chiếu vào đầu giường sẽ ảnh hưởng không tốt tới số đào hoa của bạn. Tốt nhất nên thay đổi vị trí đầu giường. Nếu không được có thể đan giấy kính lọc phản quang, sau đó mắc rèm che nắng cho đầu giường của bạn, cũng là một biên pháp để hóa giải. Người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Màu sắc hợp. Màu bản mệnh, vàng sẫm, nâu đất thuộc hành thổ. Màu tương sinh: màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành hỏa. Màu kiêng kỵ: màu xanh lá cây, xanh nõn chuối thuộc hành mộc. Vâng, quý cô bác kính mến, vừa rồi là tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Hy vọng quý cô bác sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 này. Quý cô bác đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé trước khi khép lại chương trình minh đường tử vi vô cùng cảm ơn và kính chúc quý cô bác tháng mới luôn may mắn bình an bứt phá về tài lộc giàu sang phú quý chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại